Em xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn Đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em Trong cái video này Em Chia sẻ cho anh chị mình cái cách Chúng ta rút tiền từ cái sàn Hobi Bây giờ đổi tên Thành cái sàn là HTX anh chị nha Về ATM của mình Tại vì cái sàn này thì có nhiều cô chú anh chị Mình cũng còn chưa có biết cái cách chúng ta rút tại vì người mới mà nên là em tổng hợp em sẽ làm cho anh chị cũng như giải đáp một số cái vấn đề liên quan về các sàn ha sàn thì chúng ta có nhiều sàn mình có hai cái cụ thể là có hai cái sàn hiện tại nha một là cái sàn là tập trung tức là cái sàn sách và cái sàn phi tập trung là cái sàn đất trong tương lai sẽ có một cái sàn lai like là nó like giữa tập trung và phi tập trung em nói rất nhiều đó là cái sàn là up phần của cái sàn web của dự án co em nói thêm một chút nghe nó hiện tại đang trong cái gì à? trong cái app satoshi nè anh chị thấy cái động là ox nè đang cho erop 2024 sẽ đó nên em cũng nói rất nhiều đây là cái sàn rất là tốt nha đó thì anh chị có muốn tham gia cái sàn này thì chúng ta xem cái video hướng dẫn đăng ký cái app satoshi và chúng ta tham gia Aerobe cái sàn này nha đó rồi anh chị muốn sử dụng sàn nào thì chúng ta vào sàn đó đối với cái đối với cái sàn mà tập trung á tức là cái sàn sách á thì chúng ta có nhiều sàn chẳng hạn như là bay nành Remitano hay là à, uh, HTX hay là bay hay là um, một số cái sàn khác thì hiện tại mình đang làm cái sàn HTX tức là Hubi đó em nói Hubi đi cho nó dễ ha thì anh chị vào rồi cái video sàn này là chúng ta nạp rút nó rất là đơn giản nó rất là nhanh anh chị và cái thao cái cái em thấy cái giao diện nó cũng rất là trực quan cho chúng ta để chúng ta sử dụng anh chị và cái tỷ lệ mà các cái đồng biết sàn trên cái, cái cái sàn này á thường á là nó khá là nhiều tức là tỷ lệ mà cái đồng có trên sàn này nó khoảng chiếm tám 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 chín mươi tám đến chín chín phần trăm mà ha rồi thì chúng ta xem cái volume giao dịch cũng như xếp hạng của cái sàn này ở trên coi mấy cáp anh chị nha chúng ta vào cái mục sàn giao dịch nè thì ở đây hiện tại là nó xếp vị trí thứ 11 anh chị nha với điểm là 6.7 top 1 vẫn là bay top 2 coi bay top 3 Current, top 4 là cu coi top 5 bay Big ha top 6 là ok sàn mình là vị trí thứ 11 rồi chúng ta vào nè thì cái về cái video hướng dẫn đăng ký nè và anh chị lưu ý nè em nói thêm bất cứ một cái sàn tập trung á Cái sàn tập trung nào cũng vậy Chúng ta muốn giao dịch được á, là trước tiên chúng ta phải có tài khoản Tức là chúng ta phải đăng ký Anh chị đăng ký xong không có giao dịch được Chúng ta phải xác minh tài khoản chúng ta thì anh chị xác minh nó thường là nó ở cái level 1 hoặc là level 2. Tức là chúng ta xác minh thông tin cơ bản, giấy tờ tùy thân, hình ảnh chúng ta. Kèm theo đó là chúng ta liên kết ngân hàng À, cài đặt bảo mật số điện thoại Gmail hoặc là Google Outland đó là chúng ta mới làm được nha chúng ta mới bắt đầu giao dịch được rồi thì thông tin liên quan hết đó, anh chị xem với phần mô tả nha từ cách đăng ký, cách liên kết ngân hàng nạp vào, giao dịch như thế nào hoặc là mua cái đồng co hay một số đồng khác trên đây thì chúng ta uh, xem nha còn cái này là em đập nhanh thôi về cái việc mà chúng ta rút. thì bây giờ nè anh chị cái giao diện tổng quan của cái dự án như thế này anh chị ha thì anh chị thấy là nó cũng xếp hạng có rất nhiều cái mục ví dụ như chúng ta giao dịch xong rồi ở đây thì cũng có đồng co nè co thì hiện tại nó cũng giá cũng thấp không hơn 0.4 và các đồng khác thì anh chị cứ giao dịch thì ở đây nó có các hai mục một là chúng ta giao dịch theo cái lệnh spot giao ngay nè hoặc là ký quỷ nè ha hoặc là chúng ta vào có một hợp đồng tương lai ở đây cũng 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 dạng như lông sọt đó nó là như vậy ha cũng như cái sàn khác rồi khi chúng ta giao dịch xong có lời thì cái chúng ta vào có một tài sản ở đây nè phía dưới bên phải thì anh chị thấy nè chúng ta có ví dụ em có USDT ở đây đúng không rồi nè anh chị nè chúng ta muốn rút được á thì hiện tại cái cái đồng tiền của chúng ta nó đang nằm ở bên cái quý là dâu ngay anh chị thấy nè đang em nằm đang cái quý dâu ngay nè ở giữa bên trái nè cái một dâu ngay anh chị muốn muốn bán được về ATM á thì chúng ta phải chuyển nó sang fiat ha tại vì cái cái ví dụ ngay này á là cái ví dành cho chúng ta giao dịch trên sàn nha còn cái ví hợp đồng tương lai là dạng như chúng ta đánh future chờ còn phía app này á là khi mà chúng ta nạp vào thì nó sẽ vào đây rồi chúng ta muốn rút muốn chuyển sang cái quý spot thì ở trên đây có cái mục chuyển nè chúng ta mới chuyển nó qua bên cái ví spot chúng ta mới lên sàn chúng ta giao dịch còn mình hiện tại mình đang ở cái ví cái cái đồng USDT trong cái quý dâu ngay tức là trên sàn chúng ta muốn giao dịch được thì chúng ta phải nhấp vào cái mục chuyển nè em lấy ví dụ nha anh chị chuyển rồi chúng ta ở trên này nó sẽ có một dâu ngay ở dưới đây là tới cái quý này thì chúng ta nhấp vào cái mũi tên chúng ta chọn cho cái pháp định nha sau đó chọn cái đồng chúng ta đang có ví dụ anh chị có Bitcoin thì chọn Bitcoin anh chị đang có cái đồng nào đó thì chúng ta chọn em có USDT sẽ chọn nè rồi ở đây á chúng ta có thể nhấp vào tất cả để chúng ta rút hết đúng không nhưng mà không em sẽ rút ít thôi em rút khoảng 23 đô thôi cho anh chị thấy nè ha. Demo luôn. Rồi chúng ta chọn chuyển khoản nè. Chúng ta chọn pháp định nè. Như vậy là, là nó đã chuyển sang cái quý pháp định cho chúng ta rồi. Thì nó sẽ hiển thị giao dịch như thế này luôn. Còn nếu không á, anh chị vào cái quý VIP á. FIAP tức là pháp định ở đây. Anh chị sẽ thấy USDT nè. Mình nhấp vào cái biểu tượng USDT thì nó sẽ có một giao dịch nhấp vào giao dịch. Ở đây nó sẽ có hai cái mục mua và bán. Mua là chúng ta dùng Việt Nam Đồng chúng ta mua để chúng ta lấy USDT chúng ta bán thì chúng ta sẽ nhấp vào một bán ở đây đó thì bây giờ chúng ta kéo lên chúng ta bán cho ai ở đây anh chị có thể nhập vào ví dụ mình 23 đô em nó khoảng là 400 ngàn đi ha thôi em nhập 500 ngàn đi ví dụ anh chị nhập ước lượng á rồi sau đó chúng ta enter thì họ sẽ liệt kê cho chúng ta những người mua trong cái phạm vi tiền chúng ta đang có thì ở đây chúng ta bắt đầu mới lựa nè chúng ta mới lựa anh chị thấy ha rồi ở đây á thì như em nói chúng ta phải để ý cái chỗ đầu tiên á là cái sao ha cái sao cái sao cái người nào mà có sao đồ này kia ok á ship ở trên cùng á là những người mà ta cho giao dịch uy tín anh chị xem ở đây cái số lượng họ giao dịch và cái tỷ lệ mà nó sát nó gần nhất với 100 là cái người đó rất là uy tín ví dụ Chiếc cường đầu tiên là giao dịch tới 2.267 lệnh và tỷ lệ thành công là 99%, khá là ok đúng không ạ? Nhưng mà ở đây có một là kèm theo yêu cầu thì chúng ta muốn bán được phải đạt cái yêu cầu của họ. Cái thứ hai nữa anh chị muốn bán nhanh đó, chúng ta xem những cái người mà đang mua đó có cái biểu tượng là chấm xanh bên trái không? Màu xanh lá cây như thế không ạ? Tức là người ta đang online, còn những người không có cái biểu tượng đó là người ta cứ như người ta ọp á, người ta có công việc á, anh chị bán sẽ lâu. Ha. Rồi bây giờ em sẽ kéo lên và quan trọng cái giá nữa Cái giá anh chị muốn bán thì ai cũng muốn bán giá cao hết á Thì giá cao nhưng mà chúng ta xem phía bên phải của họ giao dịch bao nhiêu lệnh và bao nhiêu phần trăm Kiểu giao dịch có mười mấy lệnh mà nó có 50-60% là mấy người đó không có ổn rồi đó nha đừng, Anh chị đừng có ham 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 cao mà chúng ta bán Tại vì cái tỷ lệ mà nó trên lợi cũng không có nhiều Ví dụ em sẽ chọn túi dưới này nè Cái người này thì em hay mua bán Mặc dù họ mua rẻ hơn một chút nhưng mà nhanh lắm Ở đây như thế là coi gì cũng mua nè Em nhấp vào một bán Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấp vào một toàn bộ. Chúng ta chọn bán URT ha. Thì em sẽ bán được là nhiêu ạ? 547.872. Ở đây chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu giao dịch. Thì trong cái video hướng dẫn em có nói rồi anh chị ha. Rồi anh chị nhập xong đúng không ạ? Ở đây nè chúng ta sẽ thấy thông tin. Đó. Rồi chúng ta có thể chụp cho em cái màn hình lại. Làm cơ sở sẵn nếu mà nó có sự cố ấy, thì chúng ta cũng có cái để chúng ta liên hệ với bên uh, hỗ trợ của sàn anh à, chị nhắc vào có một trò chuyện phía trên bên phải nè bắt đầu chúng ta sẽ ghi ha anh à, chị ghi sao cũng được cho có tương tác đó, để cho họ nhanh Đó mình kêu họ là bạn gửi xong chụp ảnh màn hình gửi mình nhé. Rồi, tới đây chúng ta chỉ chờ đợi thôi. Thì ở đây cái thời gian mà cho hai bên đó là khoảng là 30 phút. Cái thời gian mà hai bên giao dịch anh chị. Khoảng là 30 phút. Thì trong thời gian đó chúng ta chỉ chờ đợi thôi. Khi nào mà tiền đầu tiên á là xem họ có gửi hình cho chúng ta hay không. Có một số trường hợp, á một số ngân hàng có cho giao dịch tương lai. Năm nay là theo em hiểu, á khi mà em gửi tiền cho anh chị á có hai cái loại chuyển chuyển ngay và chuyển vào cái thời gian nhất định ví dụ họ chuyển cho anh chị là thường họ sẽ chuyển ngay nhưng mà khi họ họ sẽ lợi dụng là họ để một tiếng sau họ mặc định là một tiếng đồng hồ nữa họ mới chuyển cho anh chị thì anh chị chúng ta không vào cái ban kinh chúng ta trách mà chúng ta thấy vậy chúng ta mở khóa thì sau đó họ sẽ thu hồi lại đó nha có nhiều trường hợp bị dính cái chỗ này nha anh chị nên là làm gì làm lúc này chúng ta chỉ chờ đợi cho em một là tiền coi nó có về banh kinh chưa và đúng cái họ tên của người trên đây hay không? Anh chị thấy không ạ? Cái họ tên đây nè. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà chúng ta có liên kết với tin nhắn đó, thì xem tiền nó có thông báo về tin nhắn chưa. Chứ đừng có tin hình ảnh nha, hình ảnh mình kêu là để để cho họ biết như vậy thôi. Anh chị chỉ như vậy đó. Thì ở đây anh chị thấy nè, em được trọng nè. 547.873 đồng, đúng không ạ? Đó. Thì ở đây họ chuyển nhưng mà rất là nhanh nè Nhưng mà họ chưa có gì ạ à? Họ chưa có Gửi cái hình cho em thôi Nhưng mà anh chị cứ 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 từ từ không có vội ha Anh chị nhìn cái mã lệnh nè Đơn số ở đây nè là cái mã lệnh nè Chúng ta phải xem con này nó khớp hay không Thì chị thấy nè 1153 thì tới 600 đúng không Nó là chính xác là, là cái đơn lệnh này Thì anh chị muốn chắc ăn hơn Thì chúng ta vào trong ngân hàng chúng ta check ha Chúng ta thấy đó như của em như thế này luôn rồi nói chung nó ok rồi thì bây giờ em sẽ mở cho họ rồi bây giờ họ đã gửi cho mình xong rồi thì nhiệm vụ chúng ta là phải mở usdt cho người ta anh chị không mở là nó báo bên cái uh, bên cái 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 sàn là họ khóa luôn cái tài khoản của anh chị nha nói chung là không có được gian lận nha chị rồi bây giờ chúng ta nhấp vào cái mục tôi đã nhận được thanh toán nhấp vào cái uh, tích xanh nè chọn xác nhận bây giờ chúng ta nhập mật khẩu vào để mở usdt cho họ ở đây chị thấy nè em đã giải phóng cho họ rồi anh chị nhấp vào cái mục là xem chi tiết đơn lệnh ở trên á thì ở đây á chúng ta sẽ thấy thông tin hang và chúng ta nhấp vào cái mục trò chuyện á là ở đây có thông báo là bạn đã giải phóng cho họ tức là một bên đã nhận được việt nam đồng và một bên đã nhận được URT coi như là cái lệnh này hoàn tất rất là nhanh ha xong cơ bản là như vậy rồi chúng ta muốn nạp vào thì đầu tiên á chúng ta cũng vào trong à, cái tài sản của tôi này ha sau đó sau đó anh chị vào có mục là Fiat nè. Đúng không ạ? Ha, chúng ta vào có một tài sản. Cái này là em đang nói về cái thao tác nạp nha. Anh chị vào có một tài sản phía dưới bên phải nè, sau đó chọn cho em cái quý Fiat nè. Sau đó chọn cho em USDT. Chúng ta chọn có một giao dịch. Thì ở đây chúng ta chọn mua chúng ta chọn mua tại vì chúng ta đang có việt nam đồng chúng ta muốn mua thì chúng ta chọn mua thì cũng như em nói chúng ta muốn mua bao nhiêu ví dụ anh chị mua khoảng 2 triệu việt nam đồng nhập số 2 triệu vào enter thẻ đây sẽ ra cho anh chị danh sách những người mua tầm giá này thì chúng ta thấy ai được thì chúng ta nhấp vào mua ví dụ như em chọn cái bạn này luôn đi các bạn hồi nãy nè thẻ đây á chúng anh chị muốn mua bao nhiêu ví dụ anh chị nhập 2 triệu anh chị mua 2 triệu phải nhập đúng 2 triệu cho người ta nha đó rồi sau đó nhấp vào mua URT ở đây nó sẽ có anh chị một cái là chi tiết đơn lệnh thì anh chị phải lấy cái quan trọng là cái chi tiết đơn lệnh đó, đó anh chị phải ghi vào trong cái nội dung chuyển tiền cho em xóa cái nội dung chuyển tiền bên ngân hàng và chúng ta dán cái chi tiết đơn lệnh này cho nó khớp nha anh chị xem kỹ với phần mô tả giùm em anh chị ghi sai đó là họ sẽ không trả cho chúng ta đâu đó họ không trả tiền Việt Nam mình mà họ cũng không có trả cho mình là cái đồng udt lý do là anh chị làm không đúng cái hợp đồng thì chúng ta không có kiện được người ta kỹ anh chị và lưu ý cho em nè lần đầu tiên làm anh chị nạp cho em khoảng một trăm hai hai ba trăm ngàn thôi làm ít thôi khi nào mà mình quen rồi á mình hả nạp nhiều mình hả làm nhiều chứ anh chị mới mà anh chị chưa chân chúng ta nạp vài chục triệu vô chúng ta làm sai cái là chúng ta sẽ mất tiền nha anh chị lưu ý với vấn đề này giúp em rồi thông tin video hướng dẫn đăng ký liên kết ngân hàng nạp rút giao dịch anh chị xem cái phần mô tả dùm em anh chị ha đặc, đặc biệt là cái sàn là Open sàn lai đó thì anh chị nên tham gia đi nó đang cho Europe từ đây tới năm 2024 còn khá là lâu chúng ta tranh thủ anh chị nha